Đứa nào làm gì? Mày ngồi im đó. Ủa ba? Nghe ông hỏi. Dạ. Hồi sáng tới bây giờ có ai bước vô nhà này không? Dạ không. Chỉ có con với cô chủ thôi. Vậy là mày. Con. Mày lấy tiền của tao. Không có nha. Đúng ba. Đúng rồi đó ba. Có một sấp 500 ngàn với lại mấy cái tờ 200 ngàn tao bọc ở ngoài, 500 ngàn tao bọc ở trong. Bây giờ tiền nó lấy tao, nó lấy. Ê, tao không phải ngang bằng với mày nha. Cái tờ 200 ngàn này phải của ông không? Coi số CD đi. Coi đi phải không? Đúng rồi. 194 của tao. Nó bao bọc bởi cái cọc 500 ngàn. Đúng vậy. Hồi nãy cái tờ này còn lấy ở đâu không biết không? Ở đâu? Chào bạn. Xin chào, mời bạn qua đây. Thật sự thì thật là ngại lắm. Ngại ngùng lắm. Nhưng mà hồi nãy là bạn có đưa mình 200 ngàn. Mày lấy cái tiền này ở đâu? Dạ ở trong túi của anh này. Mất cái là hết. Này anh. Hồi nãy. Này anh. Thì cứ móc ra đi. Đi. Nè anh. Đúng rồi á, bây giờ nhá. Anh nó khổ quá nhờ. Này. Mimi cái gì này anh? Này anh. Cái con ô xin này được đó, nó bất chấp thủ đoạn mà. Đúng đây, đây đây đây. Dạ, thưa chú là bây giờ nó bây cứ giờ đó tôi nói cho cậu nghe, cậu để im á thì nó móc tiền. Vâng. Đúng. Cậu không để im nó móc hết á. Đây em. Em muốn mần gì thì mần. Này anh. Anh đây. Cậu túi bên này thủng đấy nhá. Này ông chú ơi. Cái cọc tiền nó mất tiêu rồi. Thì do làm gì có nó mà mất có không? Không rồi có. Rồi. Không có, nó là đứa lấy trộm đấy. Không không, này này. Ok ạ. Nè. Này. Này ông chủ hơi bình tĩnh. Dạ thưa chú là nó mượn cớ tìm tiền để nó sàm sỡ con. Ờ sao? Trời ơi. Trời ơi. Nè, đây là bạn của con. Con muốn lục một lần nữa. Cho con phải lục cho sạch. Cho ra mới thôi. À. Đây, nếu mà không ra tức là nó lấy nhá. Thì nếu không ra nó lấy đúng rồi. Đúng rồi. Không ra nó lấy. Tàu khứa lại ăn thêm mì, thêm thêm mì và có tí hành. Giờ sao ta? Này phải tiền của cậu không? Dạ tiền của con ạ. Tiền của cậu sao nãy cậu nói con không có tiền? Dạ con bảo có nhiều tiền mà. Con biết mà nó lục tiền cái này thì... là hôm qua mày thì đi mua về 10 ngàn hành mày thối tao lại đưa cho ông nè. Dạ đúng rồi. Cái tiền này hồi nãy là mày cầm đi ra tao bắt qua tang nè. Dạ. Tiền này á là tao xếp sao tao nhớ nè. Tao là tao xếp tiền cứ 200 nè, 100 rồi tới 50 và tới 500 tao cuốn lại như vậy. Đó cái này là của tao. Thôi mời khách về đi. Về đi. Bác có bao nhiêu tiền bác nói con nghe cái. Hả? Hả à, cái gì? Tôi nhiều lắm, thành thử nhiều là bao nhiêu? Ít khi nào đếm. Trời ơi, để ông chủ con ô xin con đếm cho. Ừ. Dạ, nè. 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 triệu, 360 ngàn. Con lấy 13 triệu, ông lấy 360 ngàn đi. Này. Cái con người làm này trước nó làm kế toán hay sao mà nó đếm tiền nhanh thế nhở? Bởi vì ba của tôi tuyển vô đây không phải là dạng vừa. Ủa ba. Trời ơi, khi ta tuyển vô đây làm công ăn lương á là phải tính toán cho kỹ càng. Đúng, phải nếu ăn cho sạch cái nhà của cái nhà này á là tán gia bại sản lâu rồi. Tôi nói cho cô biết nha cô. Ha. Ăn rồi cứ đàn đúng bạn bè ăn chơi cái kiểu này. Tao về tao thấy tụi bay còn lục lọi ở trong tủ này để tụi bay lấy tiền để chuẩn bị đi chơi đi ăn nữa mà. Tiền bạc làm ra bằng mồ hôi nước mắt. Tao có chết tao cũng không để cho bay ăn chơi. Ông chủ, ông có đứa con gái ăn chơi vậy thôi, ông từ nó đi. Đấy, ôi trời xui từ đi. Mày nói cái gì? Mày nói cái gì? Không, đây này, ông chủ thấy con không dữ không? Con đánh con nè, thấy chưa? Ô, mình một phe bảy rồi. Phe cái gì? Nè. Quá à. Lật bài này, nào, xong, gì đây? Rồi mình lật bài mình nói chuyện nhau đi. À, là nè, trả mày 360 nè, chứ lát hồi mày hô bên 3.6 triệu chết tao lại 200 nè ha. 300 nè ha. 50 nè ha.
10.000 là 360, đúng không? Thực ra là nếu như còn thêm một bài nữa thì chắc chắn bác và cô xin nhà bác sẽ thua, bởi vì cháu còn có thể tả được từng đồng tiền của cháu nó như thế nào. À, tôi nói cho cậu nghe, bây giờ tụi con lớn hết rồi, phải tập trung lo làm ăn. Ở trong nhà có ô xin không phải để tụi bay sai. Tội nghiệp người ta. Có người làm là bay sai chứ ba. Mày nói tầm bậy. Thượng bất chánh hạ nó mới tắc loạn. Đúng rồi. Làm gì làm. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Yeah. Này anh đi em lại sờ vào. Này anh. Này. Này anh. Này. Ủa bác ơi. Sao mặt mày thích lắm hả? Tao thấy mặt mày thích. Bây giờ cái quan trọng là con á, mày phải biết đối xử với kẻ ăn người làm. Đừng có lên mặt với người ta, tội nghiệp người ta. Cũng vì miếng cơm manh áo người ta mới đi làm như vậy. Nhưng mà ba đâu có biết nó leo đầu cổ ngồi hoài đâu. Con chưa hề, nhưng mà bây giờ nếu cổ muốn thì con sẽ ngồi. Trời ơi. Thực ra là chúng con là chơi thân với nhau từ lâu rồi. Phượng có bảo là ăn cắp tiền của bác đưa cho bọn con để đi chơi bời, nhưng hôm nay bọn con mang đến để trả lại. Phượng cũng ân hận và mang tiền trả lại cho bác. Nhưng điều quan trọng chúng con đến đây vào đúng thời điểm này là bởi vì Phượng nói rằng bác mới đưa về một cái đứa người làm và tính nó tắc ta ghê gớm lắm, cho nên đến đây để xem cụ thể thế nào. Nhưng mà qua những cái gì mà nó vừa xử sự ấy thì phải nói là bác nói đúng, do cô chủ không ra gì dẫn đến là cái đứa giúp việc nó cũng bướng bỉnh. Và quả nhiên con nói cô chủ anh ơi, ta biết đây, mày cứ nói ơi, đi mày cứ anh mua, nói cứ như nói vậy đi. Chẳng khác nào mày mà anh xăng tay áo lên là mày biết rồi. Vâng, anh chửi trên đầu cha người ta, anh chửi xuống. Con xin lỗi, con xin lỗi đây. À, tiền này lần sau đừng có lấy trộm tiền của ba mẹ nữa các anh. Được ơi, thôi mình đây là tiền đi về, con xin gửi lại bác. Có những điều mình không cần nói nhiều. Dạ, mình vẫn mình phải nhìn, mình hiểu sự việc. Dạ. Mình bắt đầu mình hành động nhẹ nhẹ trước là. Dạ, thưa bác, là tóm lại thế này, chúng con xin hứa sẽ cùng với Vượng là sẽ không chơi bời đàn đúm nữa. Vượng bỏ cái thói đi. Thôi được rồi, từ nay tới đi á, ông sẽ không coi con là người làm nữa, coi con là người nhà. Ráng đi, ông cho học được cái nghề, nghe không? Rồi mời mốt á, kiếm cho tấm chồng cái nghề mà sống nha. Có chồng có con. Con phản đối. Phản đối hoài vậy bà. Con phản đối. Mày phản đối cái gì? Con thích nó trong nhà này. Ba không biết đâu, mỗi lần ba không có nhà nó giống như nó đòi má con. Thà là ba cưới nó luôn đi, con chịu. Này. Tắt rồi. Chứ bây giờ chửi, thấy kiểu này. Dạ, bác chửi đi, đồ mất ra. Tao thấy cuối cùng thằng này nói đúng nè. Dạ, vâng, đấy. Mình làm chủ, mà mình không để không đuổi được nó ra khỏi nhà, thì mình phải tự ra khỏi nhà. Ba khỏi đuổi con cũng đi thôi. Con đi theo cái gọi tình yêu của con. Anh Đức, em yêu anh. Ê, ba ơi, ba ơi, mấy ba hôm nay ba thấy trong người ba làm sao? Ba mệt. Ba mệt lắm. Mà ba mệt ba thấy làm sao? Ba thấy mệt. Ba... Mày hỏi dư quá vậy. Ba... Ý con hỏi là ba thấy mệt chỗ nào? Ba... Mệt toàn thay. Con bóp vai, bóp cổ cho ba. À, mày bóp cổ ba. Ba bây giờ ba muốn gì ba nói đi, ba nói đi. Cái gì vậy? Em làm gì vậy? À, em đâu làm ba gì ơi. Đâu. Con để tay lên vai của bà. Con em mình á, nó hất tay con xuống. Chị sao vậy hả? Trời đất ơi, em thấy cái tay chị dính cái gì vậy? Em phủi cho chị. Em phủi mà em đánh vô tay chị mà em đem phủi hả? Người ta phủi như vậy nè em ơi. Phủi là đúng là phủi như vậy. Còn em làm gì mà em phủi hả? Sao chị đánh em? Chị đánh em hồi nào? Chị mới đánh em nè. Tại sao tụi con không bao giờ biết thương nhau vậy? Tuy không cùng một mẹ nhưng còn ba. Dạ. Phải biết yêu thương đùm bọc nhau chứ sao cứ chửi nhau hoài vậy. Dạ. Rồi sau này ba chết tụi con tan đàn xẻ nghe. Trời ơi. Lúc đó vong linh của ba làm sao mà siêu thoát được. Ba ơi, ba ráng khỏe, ba ráng sống với tụi con nha ba. Khi nào á ba chia gia tài cho tụi con rồi ba hả chết. Ba ráng sống, ba khỏe với tụi con nha ba. Tụi con không cần cái gì hết trơn á. Tụi con chỉ cần có ba sống bên cạnh với tụi con là được rồi. Nha ba.
cha mẹ cố gắng làm lụng cũng chỉ để lo tương lai cho con mình. Dạ. Bà sẽ chia cho hai chị em con. Con hai. Dạ. Nó đẻ trước con 10 năm. Dạ. Nó phụ với ba má được 10 năm. Dạ, đúng rồi. Rồi má nó mới mất. Ba mới lấy má con. Dạ. Mới đẻ con ra. Dạ. Dù gì đi nữa thì trong cái gia tài này cũng có công sức của con hai nhiều. Ba chia nó 7 phần, con 3 phần. Con ba già rồi ba lú lẫn hả ba? Ông ơi em nói cái gì vậy? Ông ba sinh ra trước là tại vì ba xui, con phải làm lụng vất vả. Còn con hên, con sinh ra sau con hưởng. Ba kỳ ghê á. Con nhớ là con Út nó nói câu này nha. Mày vậy mơ. Là để ba đưa gia tài cho nó. Rồi. Ba không đưa cho con. Dạ, con cảm ơn ba. Ba cho con cái khác. Dạ. Chờ dạ. Ba đi. Ba vô ơi. Ba lấy gia tài ba chia cho em. Lật mặt đi, ba đi rồi mày. Có ba rồi chị giả bộ chị hiền dịu, chị nết na các kiểu. Bây giờ ba đi một cái chị chửi thẳng vô mặt em là sao hả? Tao tán mặt mày luôn. Má trời, chị nghĩ sao em hả? Chưa chết mà nồi da sáo thịt ba ơi. Tao không biết có sáo hay không chứ tao thấy tụi bay là bất nhân rồi đó. Ba ơi, ba để con phụ ba. Thôi để con khỏi phụ được ba. Rồi, tao bưng ra tới phụ. Đây rồi. Con phụ ba mà, ba ơi, để con phụ ba. Để con phụ ba. Ba ơi. Phụ em. Con qua đây. Dạ, con. Đừng giành với con Út. Ba. Con ngồi xuống đây đi. Đây là tất cả gia tài mà ba sẽ dành cho con. Dạ. Thôi con cứ thò tay vô con bóc. Bóc được nhiêu ba cho con nhiêu. Dạ. Tự nhiên con chợt nghĩ là mình không nhất thiết phải bóc gia tài đâu ba. Ba cho con nguyên cả cái thùng này mà đúng không ba? Bóc đi. Dạ ba bóc cho đi. Em hết cái thùng rồi chị. Thì mày bóc đi. Ba cho em hết cái thùng về nhà không, tự bóc. Ba cho con cái đồ ở trong thùng, còn cái thùng là của ba. Ba ơi, thường người ta nói đó là của cho không bằng cách cho. Cho thôi nên được, là... của cho không bằng cách cho đúng không? Dạ. Ba cho con tự lấy, con không lấy. Bây giờ ba đổ ra cho con nghe. Không, ba, không, vô lấy đi, đừng đổ. Dạ ba. Con ngồi đây đi. Dạ. Vàng bạc sẽ tự chảy lên người con. Dạ. Ba ơi, ba có thể đổ nó xuống sàn được không ba? Cuộc đời của ba, ba dành dụm vất vả, một hộp cơm cũng không đổ ra đất. Bữa nay vì con, vì con muốn như vậy cho nên tiền bạc của cải của ba, ba muốn đổ vào người con. Hãy trân trọng nó như những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt, những giọt máu của ba đã đổ ra. Ba ơi, ba đổ đại vô người con đi ba. Con sẽ lấy. Ngồi xuống. Con muốn dặn dò trước khi ba đổ. Ba nhớ nhắm thẳng trọng tâm là cái lỗ này ba đổ, ba đừng đổ nó tràn lan nha ba. Trước khi đổ ba cũng nói với con rằng nhiều ít gì cũng đừng la cái á nghe con. Dạ. Ba nói con nghe, ông bà mình có câu giàu. Dạ, kính trên nhường dưới. Giàu út ăn khó út chịu. Đó. Giờ giàu khó gì cũng mày không đó. Bây giờ lấy cọng dây chuyền này cho nó trước đi ha. Dạ ha. Thôi đổ đi. Ba ơi. Này thôi, thôi ba ơi. Con thật là vui mừng và diễm phúc khi ba cho gia tài của con. Ba ơi, con vui quá đi. Con thật là vui. À, ông cháu ơi, con cần gì con phụ không cháu?
mày đỏ hết vậy, chết mẹ nó mày đâu rồi. Ơi, tự nhiên cái mất đi. Tự nhiên không mất đứng một chỗ rồi. Mất đi quá trời. Em ơi, em ơi, dạ. Em ơi. Lấy đi. Lấy gì chuyện nè, lấy gì chuyện đó. Lấy gì chuyện kìa. Dạ, 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 dạ. Trời gì. Em ơi, chị ơi, chị lấy gì chuyện không? Chị lấy gì chuyện không hả? Chị ơi. Em nó hại nha. Trời ơi, lấy gì chuyện không? Hả? Nè. Sao? Cậu nhìn không ba? Ba cậu nhìn không? Sao nó trơn quá vậy? Sao nó trơn quá vậy? Ba, sao dây chuyền của ba nó uốn éo như vậy? Dây chuyền này dây chuyền khoen lật. À, lật qua lật lại đó. Lật qua lật lại đó đi. Ba ơi. Nè. Ba ơi. Mày mới á rồi nha. Ba ơi. Con kia thì chạy, mày thì á nha. Con á là ba ơi. Con làm chứng ông chủ. Vậy bây giờ sao ông chủ? Coi như cái phần này ông chủ tính sao ông chủ? Chứ con thấy là giật mình rồi đó. Chạy rồi dữ lắm ông chủ. Đâu có nó đâu. Nó tự dí nhau, nó tự chạy mà. Tự hại nhau luôn à. Đứa chịu đựng đi. Đằng này hai đứa đưa cho ủa nhau xong một dí nhau chạy rầm rầm rầm. Bây giờ làm sao đây? Ba, à, nữa. Chú ơi. Chú ơi, ông chủ ơi. Bác ơi. Mình ơi. Bác ơi. Âm 10 triệu đi. Thôi. Âm 10 triệu luôn hả? Tao giàu chứ tao đâu có trăng qua đâu mà kêu mình ơi. Làm như vậy là giết ông. Tại vì mình ơi mà trừ 10 đó. Cho thu mỗi người 5 triệu. Nè giờ còn có bộ đồ nè, không mấy lấy bộ đồ luôn. Ok anh Xuân Bắc ơi, lấy đồ. À cột vô liền nha. Trời ơi, thằng Út tao nó ham mấy cái bộ đồ này lắm. Bây giờ sao ông chủ, bây giờ không có tiền để lấy giờ sao, tính sao đây ông chủ ơi? Chị. Không nhớ nhà có gì làm gì không bây giờ? Ở đời á. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống. Dạ gì sống, điếc sống hả? Bị điếc mới sống hả? Nó điếc thiệt, ông chủ, nó điếc thiệt rồi.